nhớ lại hành trình vây bắt ông trùm ma túy Nguyễn Hồng Sơn, Trung tá Lê Kiếm Sơn, Phó đồn trưởng đồn biên phòng Hương Quang, Bộ đội biên phòng Hà Tĩnh kể các lực lượng phối hợp bắt giữ thành công đối tượng, đảm bảo tuyệt đối an toàn về mọi mặt là một thắng lợi rất lớn. Theo lời kể của Trung tá Sơn, ông trùm là một đối tượng ham chơi bài bạc. Tháng 5 năm 2022, do mâu thuẫn trong quá trình cùng đồng bọn đánh bạc tại khu vực rừng núi thuộc vườn quốc gia Vũ Quang, Hà Tĩnh, Nguyễn Hồng Sơn đã ra tay sát hại một người khác. Sau khi gây án, để che giấu thân phận và tránh bị lực lượng chức năng phát hiện, Sơn đã bỏ trốn vào rừng sâu để tẩu thoát. Trong quá trình trốn lệnh truy nã, Nguyễn Hồng Sơn cấu kết với nhóm đối tượng khác để vận chuyển ma túy từ Lào cắt rừng về Việt Nam rồi đưa sâu vào nội địa nước ta tiêu thụ. Cùng đó, Sơn đã mua chuộc một số đối tượng khác để thường xuyên cung cấp lương thực, thực phẩm, các vật dụng cá nhân và cả vũ khí cho mình để phòng thân. Quá trình theo dõi, mật phục, các trinh sát nghiệp vụ của Bộ đội Biên phòng và Công an tỉnh Hà Tĩnh đã nắm được những hoạt động của Sơn. Tuy nhiên, do điều kiện địa hình rừng sâu phức tạp, ông trùm lại nắm nhiều vũ khí nóng, đặt ra nhiều thách thức cho lực lượng chức năng. Do đó, Bộ đội Biên phòng và Công an tỉnh Hà Tĩnh đã xây dựng kế hoạch nghiệp vụ, kiên trì, bền bỉ sử dụng các biện pháp nghiệp vụ. Sau thời gian dài triển khai, lực lượng thực hiện nhiệm vụ phát hiện Nguyễn Hồng Sơn đã chế tạo, cài đặt một số lượng mìn lớn xung quanh các đường mòn dẫn đến khu lán trại và luôn ôm khư khư khẩu súng bên mình, kể cả khi đi ngủ. Một điều khó khăn là Sơn là người địa phương. Sơn không những thông thuộc địa hình, đường đi lối lại mà còn mua chuộc được một số đối tượng khác kịp thời cung cấp thông tin cho mình. Đến ngày cuối tháng 1 năm 2024, khi nhận thấy Nguyễn Hồng Sơn đã chuyển nơi lẩn trốn về một vị trí lán trại mới với mục đích về thăm gia đình trong dịp Tết. Xác định thời cơ đã đến, lãnh đạo Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Tĩnh và Công an tỉnh Hà Tĩnh đã điều động các trinh sát tinh nhuệ nhất để hành động theo kế hoạch. Trong điều kiện giá rét, lực lượng thực hiện nhiệm vụ đã bí mật cơ động cắt rừng, lội suối đến khu vực lán trại mà ông trùm ma túy lẩn trốn thuộc tiểu khu 182, vườn quốc gia Vũ Quang, chờ đến thời cơ hành động. Sau một ngày, hai đêm mật phục, lực lượng thực hiện nhiệm vụ đã ập vào khu lán, bắt giữ Nguyễn Hồng Sơn sau gần 2 năm người này ra tay giết người, trốn truy nã đặc biệt.